Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Thuyết Xe Đạp Bãi Nhật. Video hôm nay em tiếp tục lên sóng cho các bác một chiếc rốt đua rất chi là chất lượng mang đến từ Mỹ, một chiếc Chin X. Trước video của các bác là 4 chiếc xe, tuy nhiên hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cận cảnh về chiếc Chin X này cho các bác xem. Các bác đang xem video cho em xin một nốt like, một nốt đăng ký kênh nếu ai chưa đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bác. Và sau đây để không chờ đợi lâu, em sẽ đi chi tiết cấu hình của chiếc Chin X này, mời các bác xem nhé. Chiếc Chin X này là có bộ khung sườn nhôm rất chi là đẹp luôn nhá. Xe được phối bởi 3 gam màu chủ đạo rất chi là đẹp. Đó là màu xanh, màu đen và màu trắng. Một chiếc xe khung sườn nhôm có đôi cặp vành rất chi là nổi trội, bán rộng 4 sen, rất đẹp, rất chất luôn. Xe lại có trang bị một chiếc gác ba gà ở phía sau rất chi là chắc chắn luôn các bác ạ. Gác ba gà gọng nhôm. Nó có tới 3 đoàn mỗi bên nhá. Rất đẹp luôn. Đây, một chiếc rốt đua 3 đĩa 7 líp. Cùi đè của nó sử dụng bộ cùi đè của Shimano Tunei. Hai bánh răng phụ rất đẹp. Nổi trội có bộ vành 4 bản rộng 4 sen rất chi là chất, vành nhôm hai lớp. Rất đẹp luôn, mã vành màu trắng. Mặt vành màu đen, sơn tĩnh điện màu đen luôn. Nan hoa là nan hoa inox chân đồng nha các bác. Xe sử dụng 3 đĩa 7 líp 21 tốc độ. Đùi của nó là đùi nhôm của Shimano luôn. Gạt đĩa cũng có Shimano luôn nhá. Chiếc xe này là bên em chưa lắp pedal. Tuy nhiên khi các bác mua xe, bên em sẽ lắp đầy đủ phụ kiện cho các bác. Có xe như thế nào bên em sẽ lắp như vậy. Và với cấu hình của chiếc xe này thì các bác cứ lên chiều cao từ 1m7 trở lên. Tại vì nó có hai vòng độn ở như phía đùi dè, phía vòng dè cũng như là vòng của một chiếc phản quang ở phía dưới yên đấy. Nên là nó độn chiều cao lên, nếu không bình thường khoảng 1m65 là đi được thôi nha các bác. Và mời các bác xem cấu hình của bánh sau như sau. Chiếc này lốp của nó là lốp 700x28C nhá. Đây 700x28C này. Lốp này là lốp của Kenda. Đây, lốp của Kenda. Hãng lốp rất nổi tiếng rồi. Các bác xem lốp xe bên em là đa phần là lốp của Kenda rồi nhá. Vành của nó là vành nhôm hai lớp. Đàn hoa inox chân đồng, em giới thiệu rồi. Phanh của nó là phanh gọng C hai mảnh. Gọng C hai mảnh nhôm nhá. Zin theo xe luôn. Gạc ba gà bắt rất chi là chắc chắn luôn. Chiếc in da này, in da là bên em có bọc lại nhá. Cọc in, gọng in là zin theo xe. Khóa hồng chỉnh sửa. Cọc in nâng hạ chiều cao. Khung sườn nhôm rất đẹp luôn. Đây là những vết bụi nhá, lậu là nó sạch ngay rồi các bác. Đấy. Phối với các gam màu rất chi là đẹp này. Màu trắng này, màu xanh và màu đen. Tem chữ Chin X ở như khung chéo này. Tem chữ Chin X màu đen với nền màu xanh này, rất chất này. Pha viền màu trắng này, rất đẹp. Bản này, bản con này là bản bản TCM Pro 1.0 các bác ạ. Chữ nó nghiêng nên em đọc nó chưa chuẩn đâu. Vì như là các bác yêu thích gọi điện cho em sẽ đi chi tiết về con xe này hơn nữa nhá. Một chiếc xe này Chin X của thương hiệu Italia. Chin X rất chất luôn, khung sườn nhôm. Một chiếc rốt đua tay cao, ghi đông vô tăng là ghi đông vô tăng nhôm nhá. Tay nắm của nó là tay nắm cao su, rất chi là chắc chắn, màu đen. Bộ bấm xả líp đĩa là ở trên ghi đông luôn. 7 líp, 3 đĩa 7 líp đây. Sử dụng bộ bấm xả nhá. Nắp cũng là nắp của Chin X luôn các bác này. Mạ đồng này. Vô tăng là bản 8 sen này. Ghi đông này. Tay cong này. Xe này sử dụng tay phanh phụ các bác ạ. Có sử dụng tay phanh phụ. Tuy nhiên là bên em là lắp bộ bấm xả ở đây, chứ bình thường là có thể lắp ở bộ đầy lắc cũng được. Nên là bên em lắp thêm tay phanh phụ và bộ bấm xả ở như ghi đông cho các bác rồi. Cũng rất tiện lợi thôi. Phanh trước cũng là phanh gọng C, hai mảnh nhôm zin theo xe. Tem chữ Chin X màu xanh đấy. In vào trong khung, in vào mặt trước của khung nha các bác. Để cấu hình của bánh trước thì như bánh sau thôi, vành cũng có Chin X luôn này. Vành Chin X bản rộng 4 sen rất chất này. Lốp bánh cỡ của nó là bánh 700x28C nhá. Đây, 700x28C các bác.
đàn hoa thì inox chân đồng. Mayer của nó là Mayer nhôm được sơn tĩnh điện màu đen này. Xe bên em có lắp cho các bác miếng phản quang màu vàng ở như nan nhá. Bánh sau cũng có cho các bác. Để các bác xem mạn sườn trái này. Xe này. Xe có trang bị rè trước rè sau nhá, bằng nhựa. Chất lượng cao. Đôi pedal được đặt ở như gọng nước nhá, gọng nước của nó là nhôm mạ inox nhá. Được bắt ở khung chéo của xe nhá. Một chiếc chiên X Tempo 1.0 rất chắc, chân chống zin theo xe, với thiết kế các ba gà chắc chắn, vừa đi rốt đùa và có thể đèo đồ ở như phía các ba gà cũng rất đẹp luôn. Với chiếc xe này thì giá thành rất phải chăng, em xin bán cho các bác với giá là 8 triệu đồng nhá, bao ship tận nhà cho các bác. Các bác yêu thích thì cứ gọi điện ngay nhá để đi chi tiết về cấu hình của con xe này thêm nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo.